Chào mừng các bé đến với kênh Cổ tích cho con. Ngày hôm nay, mẹ Tiên sẽ kể cho các bé nghe về câu chuyện cổ tích Quả Bầu Tiên. Ngày xưa ngày xưa, có một chú bé con nhà nghèo nhưng vô cùng tốt bụng. Chú luôn luôn sẵn lòng giúp đỡ, chăm sóc mọi người, mọi vật xung quanh mình. Vì thế, cứ mỗi độ xuân về, chim chóc lại ríu rít kéo nhau tới làm tổ, hót vang quanh nhà chú bé. Một hôm, có một con cáo ở đâu mà tới bắt chim én ở đầu nhà chú bé. Con én non nớt bị rơi xuống đất gãy cánh. Chú bé vội lao ra cứu con chim. Chú ôm ấp vỗ về con chim én nhỏ, làm cho nó một cái tổ khác và chăm cho con én ăn. Nhờ sự chăm sóc tận tình của chú bé, con én đã khỏi đau. Mùa thu đến, khi nhìn lên trời, thấy từng đàn én hối hả bay đi tránh rét ở phương Nam. Con én nhỏ phân vân, nửa muốn bay theo đàn, nửa lại lưu luyến, không nỡ rời xa chú bé. Hiểu được lòng chim én, chú bé âu yếm bảo, én cứ bay theo đàn đi, kẻo mùa đông lạnh lắm, đến mùa xuân ấm áp thì én lại trở về với anh. Nói xong, chú bé tung con chim én nhỏ lên trời. Con én đang chấp chới bay lên trên nền trời xanh biếc của mùa thu. Nó nhập vào một đàn én lớn đang trên đường di cư về những xứ sở ấm áp ở phương Nam. Con én nhỏ mau chóng tìm được niềm vui giữa bạn bè, nhưng nó không thể nào quên được chú bé. Mùa xuân tươi đẹp đã tới, con chim én nhỏ về ngôi nhà đơn sơ nhưng đầm ấm tình thương của chú bé. Nó kêu lên thành tiếng mừng vui khi thấy chú bé đang ngồi đan sọt giữa sân. Đôi cánh chim én trao liệng xà xuống và chim én thả trước mặt chú bé một hạt bầu. Chú bé vùi hạt bầu xuống đất, chẳng bao lâu hạt bầu đã nảy mầm thành cây. Cây bầu lớn nhanh như thổi, ra hoa kết quả. Nhưng lạ chưa, quả bầu to khổng lồ, cả nhà chú bé mới khiêng về được một quả. Khi bổ ra, ôi thật kỳ diệu, trong quả bầu đầy vàng bạc, châu báu và thức ăn ngon. Tên địa chủ trong vùng nghe được chuyện ấy, hắn cũng muốn được chim én cho nhiều quả bầu tiên. Hắn bèn tìm cách bắt một con chim én con rồi bẻ gãy cánh. Sau đó hắn giả vờ thương xót con én rồi đem về nuôi. Đến mùa thu, khi nhìn lên trời, thấy đàn én đầu tiên xuất hiện, hắn vội vàng ném con chim én nhỏ lên trời và bảo, bay đi én con, mau đi kiếm hạt bầu tiên về đây cho ta. Con én khốn khổ bay đi, mùa xuân năm sau, nó cũng trở về và đem theo một hạt bầu. Tên địa chủ hí hửng đem gieo và ngày đêm canh giữ. Khi quả bầu đã già, hắn bảo mọi người khiêng về rồi đuổi tất cả ra. Hắn đóng cửa lại, rồi một mình hắn bổ quả bầu tiên. Quả bầu vừa được bổ ra, vàng bạc chẳng có, chỉ có rắn rết. Rắn rết từ trong quả bầu, xông ra cắn chết tên địa chủ tham lam độc ác. Câu chuyện là lời khẳng định cho sự chiến thắng tuyệt đối của cái thiện trước cái ác. Dù thời gian có thay đổi, thì chân lý đó vẫn luôn luôn đúng. Không nên tham lam tiền tài, mà làm những điều xấu sẽ nhận lấy hậu quả. Chỉ cần sống với một trái tim lương thiện, tự khắc ta sẽ được nhận phần thưởng xứng đáng. Câu chuyện chàng cóc. Ngày xưa, tại bản Mường có một chàng nho sĩ nghèo nhưng rất chăm học. Ban ngày chàng vào rừng hái củi đem bán để lấy tiền mua gạo và mua dầu đèn. Ban đêm, chàng cặm cụi đọc sách cho đến lúc gà hàng xóm gáy lần thứ hai mới đi ngủ. Nhà của chàng chỉ là một túp lều, tài sản chỉ có một con dao quắm và một chồng sách. Làm bạn với chàng chỉ có một con cóc tía. Những buổi chàng học khuya, con cóc nhảy ra quanh quẩn ở dưới chân chàng, đớp gọn những con muỗi bay vo ve. Thấy cóc quấn quýt bên mình, chàng nho sĩ rất mến cóc. Mỗi bữa ăn, chàng không bao giờ quên dành cho con cóc một miếng cơm. Những lúc lên rừng hái củi, chàng thường bắt cào cào châu chấu hay con bọ ngựa đem về cho con cóc ăn thêm. Con cóc được chăm sóc chu đáo nên ngày càng lớn nhanh. Chàng nho sĩ rất sáng dạ, trong 6 năm rùi mài đẻ sách, chàng học thuộc gần hết 15 pho sách quý của các bậc thánh hiền. Thấy chàng học giỏi, người làng thầm mong cho chàng sau này sẽ đỗ trạng nguyên.
Năm ấy, nhà vua mở khoa thi chọn trạng, sĩ tử khắp các phương trời đều tấp nập về kinh dự thi. Thấy chàng nho sĩ vào kinh, cóc tía xin được đi theo. Sáng hôm sau, chàng cùng cóc tía lên đường. Ông chủ đi đến đâu, cóc tía nhảy bước một đi theo kịp đến đó. Đi mãi, đi mãi. Một ngày kia, hai thầy trò cóc đến một cái lều bỏ không ở ven rừng vắng vẻ. Chàng nho sĩ thấy trong lều có một người chết, bên cạnh có một gói sách và một bọc quần áo. Chàng đoán chắc người này cũng là một sĩ tử lên kinh dự thi. Sờ vào người thấy mạch còn đập nhẹ nhẹ. Chàng nho sĩ thấy trong lều có một người gần chết, bên cạnh có một gói sách và một bọc quần áo. Chàng đoán chắc người này cũng là một sĩ tử lên kinh dự thi. Sờ vào người này thấy mạch còn đập nhẹ nhẹ. Chàng nho sĩ cố loay hoay tìm cách cứu chữa. Thấy chàng có nhiệt tâm, cóc liền ghé tai nói nhỏ: "Ông ơi, con xem bộ nó là người không có thủy chung gì cả. Hạng này nếu không phải là gian phi thì cũng là kẻ bội bạc, cứu nó làm gì?" Chàng nho sĩ nhìn cóc rồi nghiêm nghị nói: "Kẻ gặp hoạn nạn mà không cứu chữa không phải là người quân tử. Dù có khó nhọc bằng 10, ta cũng không thể bỏ được. Nếu nó chưa đến ngày tận số mà được sống lại thì ta lại có thêm một người bạn đường, càng hay chứ sao?" Thấy chàng nói vậy, cóc tía bèn bảo: "Nếu ông đã quyết thì ông cứ cứu nó, còn thuốc thì ông không phải chạy tìm đâu cả. Cóc có hòn ngọc cải tử hoàn sinh đây." Nói đến đây, cóc liền nhả ra một viên ngọc trong sáng như kim cương, hình dáng tựa trứng chim. Cóc nói: "Ông hãy để viên ngọc này vào mũi người ốm thì người ấy sẽ lập tức sống lại." Chàng nho sĩ nhận lấy viên ngọc rồi làm y như lời cóc nói. Quả nhiên được một lúc, người ấy dần dần hồi tỉnh. Chàng nho sĩ mừng quá, đến gần đỡ người lạ ngồi dậy hỏi họ tên, quê quán rồi kết làm bạn. Chàng mở cơm nắm mời bạn ăn rồi cùng nhau lên đường. Hai người và cóc tía đi thêm 3 ngày nữa thì tới kinh thành. Đến kinh thành, cóc bảo chàng cho mình đi dạo một lượt đến chiều sẽ về. Chàng nho sĩ và người bạn ngồi ở quán ăn uống nói chuyện vui vẻ. Người bạn bỗng hỏi: "Hôm nọ, tôi đi đường xa bị cảm nặng, các bạn đồng hành của tôi bỏ tôi lại nằm ở lều. Nếu không có anh ra tay cứu chữa thì tôi đã hóa Rama mất rồi. Công ơn của anh sau này tôi xin đền đáp. Không biết anh có thuốc linh đan hay phép thuật gì mà cứu sống được tôi vậy?" Chàng nho sĩ mỉm cười, móc túi lấy viên ngọc thật thà nói: "Tôi có viên ngọc cải tử hoàn sinh này đây. Tôi chỉ cần đặt viên ngọc này vào mũi thì người chết dù tắt thở đã 3 ngày cũng sống lại tức khắc." Nghe ân nhân nói, hắn tỏ ý xin được cầm viên ngọc xem một lúc. Khi cầm ngọc trong tay, hắn làm bộ mân mê, ngắm nghía, rồi lừa khi ân nhân sơ ý bỏ vào túi, vơ vội lấy hành lý, chạy ù ra đường phố, trà trộn vào đám đông. Mất ngọc, chàng nho sĩ đuổi theo kêu la ầm ĩ, nhưng hắn đã nhanh chân lẩn vào các ngõ ngách của kinh thành, còn tìm làm sao được, đành trở lại quán ăn thẫn thờ ngồi chờ cóc. Một lúc sau cóc trở về, cóc sậm chân nói: "Con đã bảo ông đừng cứu chữa cho nó mà. Nếu nó là người tốt thì các bạn cùng đường chắc không bỏ nó nằm chết ở giữa nơi rừng vắng ấy. Nhưng sớm muộn viên ngọc đó sẽ trở về thôi. Bây giờ ông hãy mau mau vào tâu vua để sau này nhà vua xét xử hoàn lại cho ta viên ngọc." Nghe cóc nói, chàng nho sĩ vào triều tâu với nhà vua và nói rõ đặc tính của viên ngọc cho vua nghe. Vua hứa là sẽ xem xét hộ chàng tìm viên ngọc và bắt phạt kẻ gian phi. Đêm hôm ấy, công chúa con vua tự nhiên ngã lăn xuống giường chết ngất đi. Nhà vua và hoàng hậu vội gọi thầy thuốc tới cứu chữa. Sau khi thăm bệnh, thầy thuốc bảo là công chúa bị bệnh nặng không thể cứu chữa được. Hoàng hậu lăn khóc kêu than, nước mắt trào tuôn như suối. Nhà vua ngồi nhìn con gái sắp đến lúc qua đời, ruột gan rối tựa bằng bông. Chợt nhà vua nhớ tới viên ngọc cải tử hoàn sinh của chàng nho sĩ bị mất cắp lúc chiều, bèn ra bảng tìm danh y và thông báo khắp kinh thành, ai cứu sống được công chúa sẽ được tuyển làm phò mã. Tin đó tới tai cóc tía nói với chủ: "Hay lắm, đây là dịp tốt để ta lấy lại viên ngọc và tìm ra kẻ cắp. Sáng mai, tên ăn cắp ngọc đội lốt, thầy danh y sẽ vào cung chữa bệnh cho công chúa.
ông hãy tìm cách xin vào đi lẫn theo đám quan triều đình vào cung thăm công chúa. Khi nào thấy ai đem viên ngọc ra thì ông lập tức đến tâu vua xin cho bắt giam kẻ đó lại. Chàng nho sĩ nghe theo. Sáng hôm sau, chàng đi lẫn vào hàng các quan văn võ cùng vào cung thăm công chúa. Các tía cũng nhảy bước một đi xen vào trong hàng. Giữa lúc ấy, lính canh cổng dẫn vào cung một người tự xưng là Danh Y, có thể cứu sống được công chúa trong khoảnh khắc. Chàng nho sĩ nhìn kỹ, nhận ra đúng là kẻ ăn cắp viên ngọc của mình hôm trước. Chàng lặng thinh theo sát nó. Không chậm trễ, tên Danh Y giả rút ở trong túi ra một viên ngọc làm phép hoa chân múa tay, đọc thần chú rồi đặt viên ngọc vào mũi công chúa. Nhưng vô hiệu, công chúa vẫn nằm yên, lạnh ngắt. Hắn lúng túng, xoay đi trở lại viên ngọc nhiều lần, cuối cùng vẫn không sao làm cho công chúa sống lại. Vua và hoàng hậu sốt ruột vô cùng. Giữa lúc đó, chàng nho sĩ rẽ đám đông, tiến lại trước mặt nhà vua. Chàng vừa nói vừa chỉ tay vào mặt tên Danh Y giả. Tâu bệ hạ, trước hết xin bệ hạ hãy cho bắt giam tên này lại. Nhà vua sực nhớ tới lời thư kiện hôm qua, bèn ra lệnh bắt giữ tên Danh Y giả lại. Chàng nho sĩ cầm lấy viên ngọc rồi chỉ vào cốc, bây giờ đã nằm gọn trên bàn tay của chàng, giảng giải cho mọi người nghe. Đây là viên ngọc cải tử hoàn sinh và đây là cốc thần. Chỉ có cốc thần và tôi mới dùng được viên ngọc này để cứu sống người chết. Hôm qua tên kia đã cướp giật lấy viên ngọc của tôi, nhưng hắn không biết rằng hắn không đời nào sử dụng được viên ngọc nếu không có sự đồng ý của cốc thần. Nhờ ơn nhà vua, nay đã lấy lại được viên ngọc, tôi xin cứu sống công chúa. Nhà vua hứa hẹn, tốt lắm, nếu nhà ngươi cứu sống được con gái ta, thì ta quyết giữ lời ta đã hứa. Chàng nho sĩ nhẹ tay đặt viên ngọc vào mũi công chúa, quả nhiên công chúa bỗng cựa mình và dần dần hồi tỉnh. Nhà vua và các quan reo mừng, hoàng hậu nước mắt chảy ròng ròng cúi xuống ôm chầm lấy công chúa. Công chúa tủm tỉm cười, nhìn khắp lượt mọi người xung quanh. Chàng nho sĩ lấy lại viên ngọc bỏ vào mồm cốc tía nuốt ngay vào bụng. Thấy công chúa đã được cứu sống, nhà vua bèn nhận chàng nho sĩ làm phò mã. Tiệc cưới được tổ chức ngay chiều hôm đó. Và cũng trong chiều hôm đó, tên Danh Y giả bị nhốt vào trong ngục. Hai hôm sau, cuộc thi văn bắt đầu, chàng nho sĩ không quên bước vào trường thi. Công chúa chúc cho chồng đỗ cao, chàng đã làm được bài văn hay nhất trong đám sĩ tử và được các quan chủng khảo chọn làm trạng nguyên. Trạng nguyên lại được toàn thể triều thần tôn lên giữ chức phó tể tướng. Chàng nho sĩ bắt đầu đi vào cuộc đời vinh hiển. Phó tể tướng lại càng yêu mến cốc tía và giữ con cốc tía luôn bên cạnh mình. Sau này cốc tía còn giúp chàng dẹp được giặc, đem lại cho muôn dân một cuộc sống thái bình. Câu chuyện ca ngợi tính thiện lương, sẵn sàng giúp đỡ, đồng thời cũng đả kích mạnh mẽ thói cướp công của người khác vì tính tham lam, ở hiền thì sẽ gặp lành là chân lý muôn thuở. Câu chuyện ba cô tiên. Ngày xưa, có một chú bé, mặc dầu tuổi đã lên 6, nhưng chú vẫn bé tí ti, chú chỉ bé vỏn vẹn bằng ngón tay cái của mọi người. Chính vì vậy, ai cũng gọi chú bé là chú bé tí hon. Nhà chú bé tí hon rất nghèo, bố mẹ chú phải đi làm thuê làm mướn cho nhà địa chủ. Họ phải làm quần quật từ sáng sớm đến tối mịt mà vẫn không có tiền để có một cuộc sống no đủ. Tí hon nhìn thấy bố mẹ vất vả nên chú rất thương, chỉ muốn đi làm kiếm tiền để phụ giúp bố mẹ. Một hôm, tí hon nói với bố mẹ rằng chú muốn đi chăn trâu để phụ giúp bố mẹ. Bố mẹ tí hon thì thấy chú còn quá nhỏ, trong khi đó đàn trâu con nào cũng to lớn hơn chú gấp nhiều lần, nên bố mẹ tí hon không cho chú đi chăn. Nhưng với sự năn nỉ, kiên trì của tí hon thì bố mẹ chú cũng đành bằng lòng cho chú đi chăn thử. Tí hon mặc dù nhỏ bé nhưng chăn trâu rất giỏi, chú không để con trâu nào ăn hại lúa ngô của bà con trong vùng. Con nào con nấy cũng ăn no căng cả bụng. Cả làng ai nấy cũng đều khen tí hon, nhà địa chủ cũng rất ưng tí hon chăn trâu. Một hôm, cánh đồng làng không còn cỏ, tí hon phải dắt trâu lên trên núi để cho trâu ăn cỏ. Đang chăn trâu thì tí hon thấy có một bông hoa hồng to bằng chiếc nón nở trên cành cây.
Tí Hon dắt Châu tới gần cây đó, rồi cậu leo lên tai Châu, rồi khẽ truyền sang cảnh cây vào leo giữa bông hoa hồng. Vào bông hoa, Tí Hon thấy rất ngạc nhiên và thích thú vì bên trong bông hoa có ba cô tiên, người cũng bé Tí Hon như cậu. Một cô áo xanh, một cô áo vàng, còn cô còn lại thì mặc áo đỏ. Ba cô tiên thấy Tí Hon thì vui mừng hỏi han, rồi đem kẹo ngon cho Tí Hon ăn. Tí Hon chưa ăn ngay mà lại bỏ số bánh kẹo các cô cho vào túi. Thấy lạ, ba cô tiên liền hỏi: "Kẹo chúng tôi cho, sao Tí Hon không ăn?" Tí Hon đáp: "Tôi không ăn, tôi mang về cho bố mẹ tôi ăn. Nhà tôi nghèo lắm, bố mẹ tôi thì vất vả, tôi thương bố mẹ tôi lắm." Ba cô tiên cùng nói: "Tí Hon cứ ăn đi, chúng tôi còn nhiều kẹo bánh mà, ăn xong chúng tôi sẽ giúp Tí Hon." Một lát sau, đợi Châu ăn no cỏ, Tí Hon và ba cô tiên nhỏ leo lên ngồi trên sừng Châu và cùng đàn Châu đi về làng. Về đến nhà Tí Hon, ba cô tiên thấy đúng như Tí Hon kể, nhà của cậu rất nghèo, gian nhà thì đổ nát hoang sơ. Ba cô tiên bảo Tí Hon đi tìm bố mẹ của chú về. Ba cô tiên cầm bút thần vẽ một đám ruộng to, trên ruộng là những bông lúa nở chín vàng ươm như màu nắng. Cô tiên áo xanh thì vẽ rất nhiều quần áo đẹp. Vừa vẽ xong thì tất cả ruộng, lúa và quần áo đều biến thành thật. Vừa lúc ấy, Tí Hon và bố mẹ về đến nơi. "Ồ, nhà đẹp thế, ruộng của ai tốt thế, quần áo của ai nhiều thế?" Ba cô tiên trong nhà bước ra chào bố mẹ Tí Hon và nói: "Chúng cháu làm giúp hai bác và Tí Hon đấy ạ. Từ nay hai bác không còn nghèo nữa. Có ruộng cày, có nhà ở, có quần áo mặc." Rồi cô tiên áo xanh lại cho Tí Hon một chiếc áo, mặc áo vào là lớn bổng lên. Bố mẹ Tí Hon mừng quá, quay lại định cảm ơn thì ba cô tiên đã biến thành ba con bồ câu trắng bay vù lên mây. Từ đấy không ai còn trông thấy ba cô tiên đâu nữa. Còn Tí Hon lúc này rất to lớn, khỏe mạnh, làm việc rất chăm chỉ, khéo léo, chẳng kém gì ba cô tiên hoa hồng. Câu chuyện khuyên chúng ta phải sống hiếu thảo, nuôi dưỡng cha mẹ. Hiếu thảo chính là một trong những đức tính quan trọng nhất của con người, tuyệt đối không được bỏ rơi cha mẹ mình. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Chúc các bé ngủ ngon và có những giấc mơ thật đẹp. Hãy bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ mẹ Thi nhé.